Idcam hở bạo khi tham gia công chiếu phim của đạo diễn gốc Việt. Diện bộ váy có đường cắt áo táo bạo, Idcam vô tình để lộ vòng một khi tạo dáng trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes lần thứ 76. People đưa tin ngày 24 tháng 5, giờ Pháp. Idcam tham gia buổi công chiếu La Passion d'Odine Buffon, tác phẩm của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng, tại liên hoan phim Cannes. Vì mặc trang phục hở bạo, siêu mẫu gặp sự cố. Idcam, 50 tuổi, bước lên cầu thang thảm đỏ trong bộ váy dạ hội du hai Murat Kucher màu vàng nổi bật. Chi tiết cắt áo tạo thành hình kim cương khiến siêu mẫu lộ ngực ở những khoảnh khắc tạo dáng tung váy. Theo phóng viên hiện trường, Idcam hoàn toàn không biết mình hứa hênh. Cô giữ nụ cười tươi xuyên suốt và tự tin tạo dáng trước khi bước vào trong xem phim. Hình ảnh không mấy dễ chịu của siêu mẫu sau đó xuất hiện trên các mặt báo. Nhiều tranh luận nổ ra xoay quanh diện mạo của Trần Giải Đức. Một số người nghi ngờ cô cố tình lộ hàng để gây chú ý, chiêu trò quá quen thuộc của nhiều khách mời mỗi khi diễn ra liên hoan phim. Tuy nhiên, số khác tin rằng sự cố này là do Idcam vô ý. Một ngày trước, thảm đỏ Cannes cũng chứng kiến màn xuất hiện gây tranh cãi của Cindy Kimberly, bạn gái tiền vệ Dele Alli và người mẫu Leila Depina ở buổi chiếu phim Asteroid City. Hai người đẹp này diện mút váy khỏa thân và nói không với nội y. Theo People, Heidi Klum luôn tự hào về cơ thể, không bao giờ tránh né những thiết kế cắt cúp táo bạo hoặc ngừng chia sẻ hình ảnh phóng khoáng về tình dục. Cô chẳng ngại bị ném đá vì điều đó. Trong dịp kỷ niệm lễ phục sinh 9/4, giám khảo America Got Talent đăng ảnh dùng tay che ngực trần, đeo tai thỏ và chỉ mặc nội y tạo dáng trước bể bơi. Bức ảnh có chưa đến 1.000 lượt thích sau một ngày đăng tải và làm dấy lên tranh luận trái chiều. Nhiều người góp ý rằng Idcam sẽ đẹp hơn nếu chụp hình với quần áo đầy đủ trong ngày này.